Đây là con đài em mới nhận hàng đây các bác ạ, của bạn gì quên mất tên này. Con đây con đài cũng nói chung là cái thương hiệu của nó cũng ít ít, ít gặp trên thị trường thôi. Nó là con đài cái gì nhỉ, Telefunken, nhưng mà không phải đài đều nhá các bác nhé, đài ngon đấy, đài xịn đấy. Có cái thương hiệu của nó thì đối với dân Việt Nam chúng ta ngày xưa thì ít gặp, so với Sony hoặc là so với đài Sáp thì nó ít hơn, ít gặp hơn đấy. Thương hiệu này thì em cũng biết gần đây thôi, tại vì là gần đây nhiều bác chơi thì cũng cũng chơi cái thương hiệu này thì em giờ mới biết. Đây đây là bạn ấy gửi phụ lại máy giúp, hiện tại máy còn khuyết anten và dây nguồn, nếu có nhờ bác Sung giúp luôn. Ok, đây là mặt sau của nó này, Telefunken HP105, một số dòng điện này. Như chức năng của nó đây bao gồm là đường phono line in CD AUX REST RD, đây chắc là left right đây. Còn đây là line out. Ở đây ui rồi. Đây lại là cái cắm loa. Đường ra loa nó lại là cái đường này các bạn. Đây điện một chiều 12 đến 15V. Đây đường nguồn điện 220 vào đây. Con này ốc ở dưới kia. Có 1 2 3 4 con ốc, nguyện giữa này có không? Giữa này một con ốc nhưng mà mất rồi. Trên này không cần tháo pin ra nữa. Ok, đây sao có mấy cái móc vào đây nhỉ, chắc là móc loa hai cái lỗ. Đây là mặt trước của nó này, chế độ bằng radio, chế độ stereo và mono của FM này, chất liệu bằng. Radio record, play đáp bình, AUX, phono ở cuối cùng này. Ô đầu từ, đầu từ xoay ngang, không biết là khi bấm lên nó có xoay dọc không. Bánh tì này khá là ok, mà bánh tì này cũng không có mà thay này, bánh tì này rất là dày luôn, tức là từ mép bên kia đến bên này rất là dày. Cái kích cỡ thì có thể có, nhưng mà cái chiều dày của nó rất là khó kiếm luôn. Em sửa nhiều cái, nhiều con nó bị cái chiều dày như vậy. Ở đây có đèn nguồn này, graphic equalizer. Graphic equalizer chỉ có hai cái này thôi các bạn. Đây là 1 kHz này, sẽ là chép này, 100 Hz này, bass này, có bass chép thôi, equalizer mỗi hai thành này. Còn đây là ba lần nữa, ba lần à không, đây là chung này, đây là chung, đây chép này, đây có ba cái nhé các nhé, em tưởng có hai cái nhưng có ba cái này, bát chung chép này đấy. Còn cái ba lần này là cái gạt này,
Lại em nhầm. Tại vì so với hai trên nó giống nhau quá. Đây, đây là phím nguồn. Headphone, microphone. Ok, đây là các cái tần số của sóng radio. Chỉnh tuning ở đây. Tuning này mà xoay suốt. À. Xoay rất nhiều nhưng mà nó di chuyển mỗi tí. Xoay mãi không thấy dừng. Hóa ra là nó xoay rất nhiều nhưng nó dịch mỗi tí các bạn. Đây chắc là volume đây, đây volume. Ok, đây chắc là reverse. À, gạt lên thì nó sẽ repeat này. Gạt xuống nó sẽ quay một lần thôi, repeat một lần thôi. Ở đây gồm có phím repeat này. Nút thu này, thu băng này, play. Tua cuộn sang trái, tua cuộn sang phải này, stop eject này. Tạm dừng này. Đấy, về cơ bản thì con đài này nó có những chức năng như vậy. Nó khá cao các bạn. Đây. Khoảng 25 cm đấy. 25 cm. Chiều này cũng gần đến 20, khoảng 18. Con đài này cao to phết này. So với những cái con đài Sony ví dụ ba cái gậy ở kia thì nó chỉ thấp như kia thôi, thấp thấp tầm này này. Đấy. Này cao to phết này. Cái nút này em cũng không biết là nút gì. 1 2 3 này. Ok. Đấy thì cơ bản như vậy em sẽ test xem nó có vấn đề gì nhé. Không thấy nguồn vào các bạn. Nguồn không thấy vào. Xem motor nó chạy không. Không chạy chứng tỏ là không có điện. Nếu cái này không quay thì cũng phải nghe cái motor nó chạy các bạn nếu có điện. Như cái này chắc chắn không có điện này. Điện không vào. Điện không vào, cắm điện đằng sau rồi nhưng không thấy vào. Lâu lâu mình có dịp chiêm ngưỡng bên trong một cái con đài của một cái hãng ít gặp cho nên là em cũng chia sẻ với các bác một số hình ảnh. Không biết là nó còn zin không? Đây chạy motor 9V này. Singapore motor 9V. Motor chạy này chắc là đổi bảng nguồn này được đổi xuống 9V. Sẽ con đài to to này chắc cũng phải 12V là ít. Tức là bên này. Đây là cái bảng dây. Không biết là dây gì đây. Chắc dây âm thanh sang hai cái mic này. Đây là một số dây khác này. Hai cái này chắc dây nguồn. Hai dây vào cái trụ này. Trụ này là cái đèn nguồn. Đèn nguồn sau đó từ đèn nguồn sẽ ra vào dây xanh này. Điện nó sẽ vào chỗ này. À, tất cả điện em nghĩ là nó được thành 12V hay là điện thành một chiều ở đây thôi. Nhìn bằng mắt thường thì cầu chì vẫn còn ok này. Ui ui bảng mạch này, bảng mạch điện này mà. Ui sao hai cái con này nối với nhau buồn cười đấy nhỉ. Bảng mạch điện này mà hỏng những rách việc hết đây. Ôi trời ơi. Chết rồi. Thế này thì chịu rồi bạn ơi. Không có IC công suất. Thế nào phải IC công suất đâu, đúng rồi. Nó giống như con 710 ấy. Tức là mảng công suất sẽ là mảng IC công suất sẽ là cái chung với củ nguồn luôn. Đây.
IC công suất rất là lớn luôn. Bây giờ kể cả có điện cũng không có IC công suất rồi. Chết rồi. Con này thì mình bó tay là không biết là IC gì đây. Ấy, thế mới phức tạp chứ. Không biết nó ghi ở đây không. Như một số dòng của Sony nó ghi tên IC ở đấy các bác ạ. Nhưng mà cái máy này anh nghĩ là nó không ghi đâu. À đây này, bị nhổ đây này. Bị nhổ này thì bó tay rồi. Đây cầu chì cũng được hàn lại đây này. Cầu chì được hàn lại rồi. Này. Vấn đề là em không biết là cái con IC này là IC gì đây. 1, 2. Xem nó đếm đếm bao nhiêu chân nhé. Bạn về hỏi lại những ông thợ mà đã từng tháo cái đài này ra xem là con IC này là IC gì thì mới được. Thì còn bây giờ mình không có IC thì cái dòng này mình cũng chả thấy bao giờ, cũng chả biết IC nó IC gì. Hoặc các bác nào cao nhân xin chỉ giáo với nhé. Đây là con Telefunken HP105 này. Đấy. Model HP105. Không biết là nó chạy IC gì. Em đếm xem nó là bao nhiêu chân nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. IC gì 14 chân? IC công suất 14 chân. Chưa kể điện cũng không vào nữa. Cũng có thể là do IC điện không vào. Hoặc là một gì, lý do nào đấy. Ồ, tóm lại là con này không có IC thì tạm dừng ở đấy rồi. Cứ gặp IC công suất này, IC công suất kể cả biết tên mà có khi còn chưa tìm được chứ đừng nói là không biết tên. Bây giờ dò lần mò thì khó lắm. 14 chân này mà chân thì xem nào, nếu mà nó xoay mặt từ kia thì sẽ là chân 1 bên này. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Chân 9 không biết phải chân mắt không? Nhìn thấy 9, 10, 11, 12. Chân số 12 cũng cũng giống chân JND lắm. Chân số 12. Số 12 bản to này. Chân số 12 là chân JND. Bây giờ phải tìm một con IC kiểu kiểu như thế. Nhưng mà cái này chỉ là dự đoán thôi các bạn. Không thể chính xác được. Một con IC lần mò như thế cũng khó. Tốt nhất là bây giờ biết chính xác con IC nào thì chúng ta dùng con IC đấy thôi. Không thể lần mò cái đấy được, mò cái đấy linh tinh hỏng hết. Đây, không biết là cái này đấu đấu từ đâu, cái này giống cái dây của tai phone điện thoại. Còn cái này khả năng là dây anten. Anten này thì nó không quan trọng lắm. Dây anten nhưng mà nó lại nối từ cái cục này sang. Ok, mạch miếc thì không bị hàn. Nói chung là không bị hàn nhiều. Chỉ hàn một số thôi. Đấy, những cái phần này chắc cũng bị chọc ngoáy hết rồi. Những cái vết cháy này. Không còn gì nữa, chỉ sợ là ý đồ của ông thợ trước là làm gì nhưng mình không biết thôi. Đấy, tức là có người thợ thì họ làm theo kiểu là một cách về zin, có người thợ thì họ làm chỉ cần nghe được. Còn cái hình thức hoặc là cái gọi là cái độ bền của nó thì người ta không quan tâm. Thành ra thì có khi có ông thợ nó làm được một thời gian nó lại hỏng. Ở đây không thể trách thợ được các bạn, tại vì là đôi khi là người ta cũng cần như thế thôi. Đấy, chẳng qua là đến lâu lắm, bây giờ mình cần dùng lại thì nó rất là khó khăn. Mỗi khi gặp những cái đài mà người ta chế lại mà không thể phục hồi được ấy. Người ta đã chế đi rồi mình không thể phục hồi được ấy. Đoán rất là khó, đoán ý đồ rất là khó, có những cái đoán được, có những cái không đoán được các bạn. Đấy là một số thôi, em không nói cái đài này nhé, em nói chung chung thế. À, có những cái con đài mà em gặp họ
họ chế thì bọn em phải làm về zin hết. Về zin hết một loạt sau đó thì mình mới làm tiếp được, nó chết nó hỏng ở đâu thì mới xác định và làm tiếp được. Đấy. Riêng con này đã tháo ra không thấy con công suất là thôi rồi. Tạm dừng để đấy đã. Bây giờ mà kể cả sửa được điện cũng không có công suất, cũng chẳng ăn nhằm nhò gì. Cũng coi như bỏ thì thôi, mất công sửa quá, tôi cứ để đấy đã nhá. Em sẽ liên lạc với chủ của bạn, chủ của cái đài này. Bạn gì quên mất tên rồi. Sẽ liên lạc lại và tìm xem có biết con IC công suất ở đâu không. Không không có là cũng như giống như là tìm kim đáy bể, tìm kim đáy biển, không phải là bể nữa. Ok, xin chào mọi người. Video clip ngắn như vậy thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video.